các bạn trở lại với kênh channel của tôi ha. Và hôm nay thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn một chủ đề đệm hát thánh ca. Trên kênh của tôi thì cũng vẫn gồm 3 nội dung: piano cơ bản này, mẹo piano và hướng dẫn những các ca khúc nâng cao ha, những ca khúc nhạc nhẹ mà những cái bạn các bạn trẻ rất là thích. Và nội dung thứ ba đó là đệm thánh ca. Và hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn bài Tình Chúa Cao Vời, bài của Linh Mục Duy Thiên, một cái bài rất là hay ha. Bài này thì viết ở trên giọng đô thứ tôi nghĩ thì các bạn ba dấu dáng thì đối với các bạn mới thì có vẻ hơi khó, nhưng mà tôi nghĩ các bạn nên tập đi, bởi vì có sheet rồi thì các bạn nhìn các bạn chơi luôn thì có chơi thêm các dấu dáng sẽ giúp cho các bạn phát triển nhanh hơn ha. Thì và trên đô thứ trên ba dấu dáng thì cũng không có gì phức tạp lắm đâu ha. Thì nó chỉ có si dáng này, mi dáng này và la dáng. Ha. Công thức 1-4-5 của đô thứ sẽ là: đô thứ bậc 4 là pha thứ, bậc 5 là son thứ. Rồi, giọng song song của nó sẽ là giọng mi giáng trưởng ha. Bậc 4 sẽ là la giáng trưởng, bậc 5 sẽ là si giáng trưởng. Tổng cộng nó có 6 âm như vậy. Thì bài này thì lại viết theo kiểu dân ca ha, theo kiểu thang âm ngũ cung. Thì ngũ cung của đô thứ sẽ như này: bậc 1, bậc 3 nhé, bậc 4, bậc 5, bậc 7. Đó. Đây là ngũ cung ha. Một bài thánh ca mà viết trên giọng đô thứ và lại viết trên ngũ cung ha, theo kiểu dân ca, các bạn không? Thì các bạn phải chơi được đúng thang âm, và thậm chí là các bạn phải chơi được đúng cả phong cách đệm nữa cơ. Tại vì chúng ta đang chơi một nhạc cụ phương Tây mà để chơi một bài theo kiểu dân ca Việt Nam ha, thì đương nhiên là chúng ta cần phải rất là kỹ. Có nhiều người chơi thì có thể có thêm đàn cô tô, đàn tranh viết ha, nhưng mà nếu mà đã đệm piano thì sao? Đó, hoặc là các bạn có thể đệm trên electron thì sao ha? Electron thì đỡ hơn, các bạn có thể có sáo hoặc là có thêm có dàn dây vân vân ha, thì cũng được. Nhưng mà nếu mà đệm piano thì hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn là đệm piano, và thậm chí là các bạn có thể thêm một số cái tip, cái câu dẫn, câu lót khi mà các bạn đệm một cái bài dân ca cho nó đúng cái thang âm của nó ha. Thì giai điệu trên là đó. Rồi bây giờ tôi sẽ đi phần hợp âm trước nhá, và tôi sẽ la thôi, bởi vì hôm nay cái giọng của tôi không được tốt lắm, tôi sẽ cố gắng la cái giai điệu lên cho các bạn ha. Da da đi da thì da thì ở đây á, tôi sử dụng hợp âm đô 7, đô thứ 7. Dạ. Các bạn nhìn thấy chưa? Dạ. Dạ. Da 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 thì da 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 thì ở đây có thôi, tôi sẽ có về từ đô thứ 7, tôi sẽ về mi dáng tam giác 7 nè. Về thực chất là mi dáng tam giác 7-9. Dạ, mi dáng re và son. Dạ, dạ. Và trước khi về mi thì tôi có một hợp âm dẫn từ đô này. Đô sang mi, tôi có hợp âm dẫn đó là si dáng bát re. Da da ti ta ti ta ra ti da. Ta ra ti ta ti ta ra ti. Đó. Vào là hợp âm son thứ 7 này. Yeah. Và có thêm bậc 4 này. Và đây là hợp âm, thực ra nó gọi là hợp âm bậc 4, có thêm nốt 11. Ở trong dân ca theo kiểu thang âm ngũ cung, các bạn có thể sử dụng hợp âm bậc 4 này, quãng 4 không? Thấy không ạ? Son này. Bạn nghe nghe nó ra được màu hơn. Da da ti da ti da ti da mi dáng, dạ da da ti da ti da 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 ti da, bao nhiêu đó? Các bạn bốn kẹp lên nhau thì nghe ra được cái thang âm ngũ cung hơn, cái màu hợp âm của dân ca hơn. Còn các bạn mà đập độ cũng được, ti da ti da ti da ti, rất đơn giản quá, ti da ti da ti. Các bạn thấy không?
Đó, và với cá nhân của tôi, khi các bạn đệm một những cái bài dân ca như vậy, các bạn nên thêm những cái màu sắc mùi vị như vậy thì nó ra được cái phong cách chất dân ca hơn ha. Tôi làm lại từ đầu này. Ta ra ti ta ti ra ti ta ra ti ra ti ra ti ta ra ti no. Ở đây á, thì tôi sẽ vào một hợp âm nữa là pha thứ bảy này. Tôi vào pha thứ bảy này, xong rồi si giáp 79 đi ra đi ra đó, và mi giáp 887 nghe rất là thú vị đó đi ra đi đó bạn nhé. Đó nha, ta đi ra 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 đi giá sẽ có được cái màu của dân ca, nghe nó thú vị hơn ha. Còn tùy rất nhiều cách các bạn có thể đệm, các bạn có thể đệm là đi ra đi ra 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 đi ra ra đi ra đi ra đi ta đi ra ta ra ra đi cha 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 tam ta ra ta ra ta đi ra pa 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 đó, thì cũng nghe cũng ra được cái dân ca không à. Nhưng mà nó cũng cái cách đệm như vậy nó cũng ra được ha, nhưng mà nó hơi bị dân dã quá. Bum cha 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 bum bum, hoặc là bum cha 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 bum bum tắt, cái kiểu phong cách bum tắt bum bum tắt thì nó theo kiểu gọi là một cái phong cách ballad mà dân ca ha, hoặc là có trống thì nó mõ túc 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 vân vân ha. Nhưng mà ở trong trong nhà thờ mà đệm thánh ca thì tôi nghĩ thôi, đây là cá nhân của tôi thôi, thì các bạn nên sử dụng những cái hợp âm và những cái cách chơi nốt nó tinh tế hơn thì nó đẹp hơn, thì nghe nó hay hơn. Ví dụ là ti ra ti ti ra ti ta ti ra ti ti ra ti ta ta ra ti ta ti ta ra 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 đó ti ra ra. Cảm thấy nó có một cái gì đó nó sâu sắc hơn ha, thay vì là bùng chát 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 chát. Tại vì khi mà trên piano mà chúng ta đánh như vậy, nhạc cụ phương Tây đánh đánh những cái thể loại mà rất ca khó ra lắm các bạn ha, khó ra lắm, không phải dễ đâu. Ngay cả các bạn chơi đàn tranh làm sao mà đàn sáo vậy ra được cái màu sắc đó. À, các bạn phải tập rất là kỹ và nắm đúng tăng lên nữa ha. Đó cũng là một cách các bạn đấy. Dạ. Còn rất nhiều người có thể đánh á ti ra ti ta ti ra ti. Đó, ti ra ti ta ti ra ti. Ti ra ti do do ta ta ra ra. Ta ta ra 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 ti. Ta ra do ra ra. Ta ti ta ra. Các bạn thấy không, thì ở đâu đó ra thì nó vẫn có sự làm cho cái sự lôi cuốn của giai điệu hơn, làm cho người hát cảm thấy thích thú hơn, và khi mà người hát cảm thấy thích và người đàn cảm thấy thích thì chúng ta sẽ có một cái sản phẩm âm nhạc chất lượng đưa tới người nghe. Đó, đơn cử như là tại sao mình chơi rất cao, mình là phải sử dụng hòa âm quãng 4 ví dụ vậy ha, hoặc là cái câu chạy của mình đó, các bạn nhìn không. Có rất nhiều bài viết theo kiểu dân ca, ví dụ của Linh Mục Thái Nguyên này, rất nhiều bài tôi thấy là của Đinh Công Huỳnh có rất nhiều, hoặc là của Linh Mục Duy Thiên. Tại vì tôi thấy rất nhiều các linh mục và những người viết nhạc thánh ca là dùng bằng thang âm ngũ cung ha. Ngoài ra còn có cái thang âm mà theo kiểu miền Nam Tây Nguyên đó, đó miền Nam Tây Nguyên nữa, rồi nhiều lắm đó, và ngay cả Tây Nguyên nữa. Vibraphone các bạn lắc lắc giống như là cái búa của cái đàn tơ rưng á, thì các bạn sẽ ra được cái màu sắc của nó hơn ha.
Thì khi mà các bạn chơi đệm thành ca, đặc biệt là dân ca, thì các bạn phải hiểu sâu về hòa âm. Nếu đơn cử tôi nói về những ví dụ cử, nếu mà hay thì anh ta dùng hòa âm 7 hơn, nhưng mà nếu hòa âm có 4 thì chúng ta thêm hòa âm này. Nghe nó rất là đẹp ha. Tại sao lại vậy? Tất cả đó đều có nguyên tắc các bạn ha. Khi các bạn chơi đệm mà hòa âm của thánh ca và dân ca nữa thì đều có nguyên tắc. Câu dẫn, câu chạy cũng có nguyên tắc. Cái tiết tấu, cái cách chơi trên đàn electron hay đàn piano cũng vậy, đều có nguyên tắc hết. Và điều đó thì tôi khuyến khích các bạn nên đi học ha. Chơi thanh ca các bạn có thể không giỏi về hòa âm ha, nhưng mà nhất định không giỏi về ngón, nhưng mà nhất định các bạn phải giỏi về hòa âm. Một bài có rất nhiều cách đệm khác nhau, rất nhiều cách đặt hòa âm khác nhau. Đó, nó hay ở cái cách các bạn đặt hòa âm, hay ở cách các bạn chuyển câu dẫn, câu lót, lấp khoảng trống. Đó, cái hay ở đây là các bạn đệm ra được màu của dân ca, màu của phong cách âm nhạc. Ví dụ các bạn chơi những cái bài mà mang tính chất là ở bình ca thì mình chơi làm sao, hay là những trang trọng lịch thiệp và tinh tế thì mình phải hòa âm sao. Có rất nhiều hòa âm 7 rất hay, đó là rất nhiều hòa âm mà âm 7 rất hay. Nhiều lắm các bạn, nhiều dàn dây. Nếu các bạn theo dõi follow kênh của tôi thì tôi có rất nhiều các cái phần và các cái bài khác nhau. Thì tôi khuyến khích các bạn nên đi học về hòa âm, thực sự đi học về hòa âm ha. Đó, thì qua đây tôi cũng cảm ơn rất nhiều anh chị em học viên đã đăng ký và mua cái bộ giáo trình của tôi gồm 3 tập hướng dẫn các bạn này, từ cơ bản cho tới chuyên sâu. Đó, ví dụ như hợp âm 7 tôi đánh sao, âm 3 xếp làm sao, hợp âm đảo đánh sao, dẫn làm như nào. Đó, những cái bài cần phải đẹp, tinh tế thì mình làm như thế nào. Rồi hợp âm dẫn, hợp âm lót, hợp âm 7, 9, giảm sút, vân vân. Tại vì thay vì là các bạn học góp nhạc thì trong cái bộ giáo trình này tôi hệ thống từ cơ bản tới chuyên sâu luôn. Tiện của khóa học này là mỗi một bài tôi đều có giáo trình cộng với video ha, hướng dẫn chi tiết. Và cái khác biệt là các bạn được tương tác với tôi hàng ngày, không có câu hỏi, có câu hỏi thì tôi sẽ trả lời cho các bạn. Và đặc biệt sau 5 bài các bạn quay video lại tôi sửa cho bạn. Học như vậy nó rất là chất lượng. Cái điều tuyệt vời hơn nữa là có rất nhiều anh chị em ở rất nhiều các quốc gia, bởi vì không có cái thời gian để học mà một kèm một online với tôi được. Cho nên chính vậy mà tôi ra bộ giáo trình của 3 tập này, mỗi một tập 15 clip và 15 giáo trình, tổng cộng 3 tập là 45 clip ha, rất là cơ bản và chuyên sâu luôn ha. Tôi đúc kết là 20 năm khi mà tôi giảng dạy tại học tại nhạc viện và giảng dạy các trường âm nhạc, cộng với làm MV về thánh ca và MV các cho các ca sĩ chuyên nghiệp nhé. Thì tôi đúc kết lại trong bộ giáo trình này. Và tiện lợi là rất nhiều anh chị em lớn tuổi, chúng ta đang đi làm không có nhiều thời gian để mà đến các trung tâm hay là được học một kèm một, thì các bạn có thể học cái bộ giáo trình này rất tốt. Mọi lúc mọi nơi các bạn có thể học, giờ giờ nghỉ trưa hoặc là đi làm về tối học, hoặc đêm học, hoặc là vân vân, lúc nào rảnh, chỉ cần có cái điện thoại không thôi và có bàn phím đàn là chúng ta học được rồi, rất tiện lợi, thực sự là vậy. Ngoài ra nữa thì có những điều gì khác biệt, thực sự là khi mà các bạn học như thế này thì các bạn không phải mua về thì các bạn học sai, không biết ai sửa cho mình nha. Nhưng mà đây thì tôi đã đồng hành và tôi sửa cho các bạn, nó rất là khác, nó giúp cho cái chất lượng khi các bạn học đó, và tiện lợi cho các bạn cả về thời gian lẫn tài chính nữa. Bởi vì các bạn biết rồi, cái bộ giáo trình tôi đang có khuyến mại 30%, có rất nhiều anh chị mà từ ngay cả bạn sinh viên có thể học được các bạn ha. Tôi đã có khuyến mãi rất đặc biệt khi mà mua trọn bộ 3 tập đó. Thì cái mà tôi thích nhất ở đây là các bạn tiết kiệm được rất nhiều thời gian, các bạn không phải bị cóp nhặt. Tôi thấy nhiều bạn học chỗ này một ít chỗ kia một xíu và cuối cùng nó không thống nhất được, và cuối cùng là nó không đi đến đâu cả. Thì cái bộ này tôi đã cụ thể hóa ha, từ cơ bản cho tới chuyên sâu, và nhiều kiến thức ở trong nhà trường không có đó các bạn ha. Rồi khi mà các bạn khi mà các bạn học những cái khóa học này thì tôi có những cái group riêng ở trên Facebook để dành riêng cho những bạn học viên, để tôi up bài, rồi thậm chí tôi cung cấp thêm những cái kiến thức ở bên ngoài. Thậm chí nhiều bạn học thánh ca thì tôi sửa thêm những bài về thánh ca cho các bạn, rất là khác biệt, thực sự rất là khác biệt.
Đó, thế nên là ai quan tâm những khóa học đó thì hãy cứ nhắn tin cho tôi để số điện thoại trên phần mô tả email và qua Messenger cho tôi sẵn sàng trả lời cho các bạn ha. Rồi bây giờ tôi sẽ đi sang phần câu 1 này. Đó, do si do. Ở đây thì tôi sẽ vào la đáng chửa nhé. Do si do do do, do si do do. Do si do do mi do si mi. Đó. Thì thực ra có nhiều người vào la đáng chửa đấy, nhiều người la. Nhưng mà đây muốn hay hơn thì các bạn có thể dùng công thức 251. Các bạn dùng pha thứ này, si dáng này, xong về mi này. Đi da 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 đi da 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 đi da da. Ở đây tôi dùng hợp âm giảm ha, hợp âm là re thứ 7/9. Đó. Về son thứ 7. Đô thứ 7. Yeah. Da 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 đi da 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 da. Tôi vào pha thứ 7, các bạn nghe nghe rất là thú vị. Ta ra ta son, son thứ 7 này. Vào đô. Ta ra ta đi ta đi đó. Ta 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 ra ta đi. Vào pha thứ 7 tiếp. Ta 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 ra si đáng trưởng về mi sáng. Cái bầu này rất là quen thuộc. 251. 251 của mi đáng trưởng là bậc 2, sẽ là pha thứ. Ta 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 ti da ta ra ta ti da ta ta. Yeah, thấy không ạ? Mi sáng này. Xong son thứ 7. Đó, fa si si do si. Đó, fa si fa fa si si do mi do do mi si do này. Si sáng bắt rê. Tiếp tục như vậy và mi dáng tam giác 7/9. Pha thứ 7. Yeah. Yeah. Pha thứ 7. Si dáng. Mi dáng. Tiếp. Pha thứ. Son thứ 7. Yeah, các bạn thấy nghe nó mềm hơn không ha? Tôi làm lại cái phần phía khúc cho các bạn ha. Ta ra 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 đi ta ta ra ta ra ra đi ta đi ta ra ta đi ra đô ra đê ta đi ta ra đi ta ta ra đi ra đi ta đi ta đô ta đi ta 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 ra đi ra ra ra. Bây giờ tôi sẽ làm cho các bạn là từ đầu bài đến hết bài một lần ha, và tôi cũng sẽ có một cái câu intro ha. Thời gian tôi làm
một clip khoảng tầm 15 đến 20 phút thôi. Tôi vừa cơ bản đến chuyên sâu cho các bạn một xíu ha. Đáng lẽ tôi phải làm một clip cơ bản, một clip nâng cao, nhưng vì thời gian nó rất là có hạn. Trên trong một clip thì tôi muốn vừa cơ bản vừa những hợp âm gốc, 6 âm gốc đó, 7 âm gốc đó. Thì ngoài ra tôi có những hợp âm đảo, hợp âm dẫn, những hợp âm màu sắc và cách thêm đệm cho các bạn thôi ha. Còn các bạn quan tâm đến học chuyên sâu cơ bản từ đầu về khoa học á, và các bạn không bị muốn bị mất nhiều thời gian đi học cóp nhạc, thì các bạn có thể học cái bộ giáo trình của tôi gồm 3 tập từ cơ bản đến chuyên sâu, từ cách làm intro, outro, gian tấu giữa, cách chơi điện dân ca, vân vân, rất nhiều ha. Tôi đã làm rất là kỹ trong bộ giáo trình đó. Thì các bạn quan tâm thì hãy cứ nhắn tin cho tôi qua số điện thoại, email và Messenger. Mà các bạn thấy kênh của tôi có ích hãy nhớ bấm like, subscribe và share giúp tôi. Cảm ơn các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại. Bye bye.